cụm từ anh hùng bàn phím đã trở nên quen thuộc với người dùng mạng từ khi các trang mạng xã hội ra đời và có tác động lớn vào cuộc sống. Nó được hiểu rằng đó là những người luôn tìm thú vui cọ sát bàn phím bằng đôi tay, luôn che giấu thân phận và sử dụng những thủ đoạn không tốt, vô trách nhiệm để tấn công người khác hay thực hiện mục đích cá nhân như nói xấu, bới móc, nói sai sự thật, thích gây chú ý, chê trách, đả kích người khác. Nhiều người tham gia mạng xã hội nhưng lại thiếu kiến thức pháp luật, thiếu trách nhiệm bản thân dẫn đến vi phạm pháp luật cùng với việc hoàn thiện các quy định của pháp luật đưa ra chế tài chặt chẽ nghiêm minh cho những phát ngôn trên mạng sử dụng mạng xã hội thì điều quan trọng mọi cá nhân cần nâng cao hiểu biết thượng tôn pháp luật có trách nhiệm với chính mình với cộng đồng khi tham gia mạng xã hội. Giá trị tích cực mà mạng xã hội mang lại là không phải bàn cãi và sử dụng mạng xã hội là một nhu cầu chính đáng của con người trong xã hội thông tin. Nó không chỉ giúp con người tiếp cận với thông tin một cách nhanh nhất mà còn đáp ứng các nhu cầu khác của mỗi người như giải trí, giao lưu, chia sẻ. Dù vậy, khi người dùng mạng xã hội một cách vô trách nhiệm, vượt ra khỏi khung khổ pháp luật, thì những hệ lụy mà nó gây ra là không hề nhỏ. Hệ lụy lớn nhất đó là một xã hội hoang mang, mất phương hướng, mất lòng tin. Còn đối với những người trẻ, việc tiếp cận mạng xã hội nếu không được kiểm soát, định hướng, rất dễ dàng bị lệch chuẩn văn hóa từ những trào lưu đi ngược lại thuần phong mỹ tục. Có một bộ phận tham gia mạng xã hội rất vô tổ chức, nói, viết văn mạng và nhầm tưởng mình đứng ngoài pháp luật, không chịu chế tài của bất cứ cơ quan tổ chức nào nhiều người lợi dụng mạng xã hội để tung hô mình kích động điều xấu xâm phạm nghiêm trọng quyền nhân thân của người khác không dừng lại ở đó nhiều người dùng mạng xã hội đã xâm phạm đến lợi ích quốc gia dân tộc vậy người tham gia mạng xã hội phải có trách nhiệm như thế nào điều cần thiết là mọi người phải tuân thủ pháp luật đó là chế tài cao nhất chúng ta đã có nhiều văn bản pháp luật về vấn đề này trong đó luật an ninh mạng đã có hiệu lực quy định rất chặt chẽ những điều bị nghiêm cấm đây là điều cần thiết của bất cứ quốc gia nào trong quản trị xã hội nói chung và quản lý internet mạng xã hội nói riêng dù luật an ninh mạng đã ra đời nhưng nhiều ý kiến cho rằng chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp đồng bộ về vấn đề này nhà nước các cơ quan quản lý cần kiểm soát chặt chẽ bằng những điều khoản pháp lý mạnh nghiêm khắc trách nhiệm cá nhân tham gia mạng xã hội ngoài ra các cơ quan nhà nước các tổ chức xã hội tổ chức nghề nghiệp cần xây dựng được chế tài quy định của chính cơ quan tổ chức mình để điều chỉnh hành vi việc làm của người tham gia mạng xã hội mà mình quản lý trong hành lang pháp luật chung vì lợi ích chung cùng với xây dựng hệ thống luật pháp các cơ quan chức năng cần tuyên truyền rộng rãi những kiến thức pháp luật quy định nội dung của mỗi cơ quan tổ chức đến mọi người trong lĩnh vực này cơ quan quản lý cần có những biện pháp cả về pháp lý cả về kỹ thuật để phát hiện ngăn chặn sự lây lan của thông tin xấu độc từ mạng xã hội đặc biệt cần xử lý nghiêm minh những hành vi cố tình sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền thông tin sai sự thật kích động mang tính kỳ thị gây hại cho người khác ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội dù vậy điều quan trọng nhất là mọi cá nhân tham gia mạng xã hội cần nắm rõ có hiểu biết về pháp luật quy định trong lĩnh vực này hiểu rõ cương vị của mình trong mỗi cơ quan tổ chức nhất là những người có khả năng dẫn dắt dư luận xã hội để tuân thủ luật pháp mọi người đều phải có trách nhiệm tham gia mạng xã hội với ý thức xây dựng chỉ được làm được viết được nói những gì pháp luật không ăn cấm mỗi người không chỉ nêu cao trách nhiệm xây dựng bản lĩnh của mình khi tham gia mạng xã hội mà còn phải xây dựng niềm tin cho mọi người